năm của Hãy Nghe Tôi Hát, quý vị sẽ đến với những bản tình ca trẻ trung nhưng cũng đầy suy tư của nhạc sĩ Đức Huy. Năm nghệ sĩ Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, Dĩ Dân, Hà Vân và Quách Thành Danh sẽ tái hiện 50 năm tình ca của Đức Huy như thế nào? Hãy nghe họ cất tiếng hát để chinh phục ban giám khảo khó tính. Và trong cái giấc mơ hoang đường nhất của tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một câu chuyện phải kể lại. Và tôi đã không ngăn được xúc động. Cô chảy nước mắt. Từ vì em hát và em diễn quá tuyệt vời. Với những bài hát đôi khi trái ngược hoàn toàn với sở trường của họ, đó chính là sức hấp dẫn đặc biệt của Hãy Nghe Tôi Hát. Hãy cùng đến với đêm thứ năm với hành trình nửa thế kỷ nhạc tình của nhạc sĩ Đức Huy. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chia
tôi hy vọng được ơn cứu rỗi và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người trong tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người. Nguyên Vũ và anh Thơ xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Quý vị vừa lắng nghe một ca khúc rất nổi tiếng, đã được tất cả các ca sĩ hầu như ai cũng trình bày lại ca khúc này. Một ca khúc nói về sự bình an trong cuộc sống mà tất cả chúng ta ai cũng mong muốn có được. Bài hát được mang tên Và Con Tim Đã Vui Trở Lại, sáng tác nhạc sĩ Đức Huy. Và xin chân thành cảm ơn ca sĩ Chi Dân, ca sĩ Hà Vân, ca sĩ Quách Thành Danh, ca sĩ Nhật Kim Anh và ca sĩ Dương Ngọc Thái cũng như là vũ đoàn Phương Diệt đã mang đến cho chúng ta một tiết mục mở màn đầy cảm xúc. Cảm ơn các nghệ sĩ rất nhiều. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, như vậy là sau đêm thi Nhạn Trắng Gò Công ca sĩ Phương Dung, chúng ta đã phải tạm chia tay với lại ca sĩ Ngọc Liên. Xin nhắc lại là chỉ là tạm chia tay thôi nhé, bởi vì cô ấy sẽ sớm trở lại với chương trình. Và đêm nay thì sẽ có 5 thí sinh cùng tranh tài. Nhưng kịch tính cũng sẽ rất cao bởi vì chúng ta còn rất nhiều chủ đề xoay quanh các nghệ sĩ nổi tiếng. Và trước khi chúng ta đến với những màn tranh tài đầy kịch tính giống như anh Nguyên Vũ vừa mới nói, thì ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem là nghệ sĩ nào với phần trình diễn của mình trong đêm thi thứ tư với chủ đề Danh Ca Phương Dung đã nhận được nhiều bình chọn, nhiều tình cảm yêu mến nhất từ phía quý vị khán giả xem truyền hình. Bên cạnh giải thưởng nghệ sĩ được yêu thích nhất tuần, sẽ có một vị khán giả may mắn nhận được phần thưởng rất là giá trị từ chương trình. Chúng ta hãy cùng theo dõi đó là ai nhé. Xin mời. Xin chúc mừng ca sĩ Nhật Kim Anh là thí sinh được khán giả yêu thích nhất tuần với giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Chờ ai xa xăm, từ muộn nào đêm mà chẳng thấy người đâu với cung đàn đang dở dang. Nhớ thương hoài theo thời gian, tiếng cô tô khơi buồn xa mới xen não nề khi gió thu về. Xin chúc mừng vị khán giả may mắn đã nhận được phần thưởng trị giá 5 triệu đồng. Chúc mừng khán giả may mắn tại trường quay nhận được phần thưởng 2 triệu đồng. Quý vị và các bạn đừng quên bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích nhất nhé. Bởi vì khi quý vị bình chọn thì quý vị cũng sẽ nhận được phần thưởng trị giá từ chương trình. Cách thức bình chọn như thế nào? Mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp HNTH, khoảng trắng, mã số thí sinh và gửi về tổng đài 8234. Quý vị yêu thích thí sinh nào nhất trong đêm nhạc đầy ấn tượng này? Hà Vân, mã số 01, Ngọc Liên, mã số 02, Nhật Kim Anh, mã số 03, Quách Thành Danh, mã số 04, Dương Ngọc Thái, mã số 05, Chi Dân, mã số 06. Thí sinh nào được bình chọn nhiều nhất tuần sẽ nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng. Chúc quý vị may mắn! Thưa quý vị, tổng đài bình chọn sẽ được mở ngay từ lúc này và sẽ đóng lại vào lúc 23:59 vào ngày thứ Năm tuần này. Và kết quả thí sinh được bình chọn nhiều nhất cũng như là khán giả nhận được phần thưởng may mắn từ chương trình sẽ được công bố vào thứ Hai tuần tới. Chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21:00 tối thứ Hai hàng tuần trên Truyền hình Vĩnh Long 1. Giải thưởng chương trình Hãy Nghe Tôi Hát 2016: giải nhất 200 triệu đồng, giải nhì 100 triệu đồng, giải ba 50 triệu đồng, giải tư 30 triệu đồng, giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất 30 triệu đồng, giải khán giả may mắn trị giá 20 triệu đồng. Thí sinh đạt giải nhất mỗi tuần sẽ nhận được giải thưởng 20 triệu đồng. Thí sinh được khán giả yêu thích nhất mỗi tuần sẽ nhận được 10 triệu đồng. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp HNTH, khoảng cách, mã số thí sinh rồi gửi về tổng đài 8234. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ đến với thành phần không thể thiếu, đó chính là ban giám khảo. Thưa quý vị, đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu Danh Ca Phương Dung. Thưa quý vị và
và các bạn, ngày hôm nay trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, chúng ta sẽ có hai giám khảo khách mời. Một là một danh ca rất là nổi tiếng, cũng đã xuất hiện trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát của chúng ta một lần rồi với vai trò là giám khảo chủ đề. Còn một là một cô gái rất là xinh đẹp, cũng vô cùng nổi tiếng. Xin trân trọng giới thiệu danh ca Thái Châu. Xin được trân trọng giới thiệu Á hậu Trương Thị Mai. Đầu tiên thì cho em được dành một cái câu hỏi dành cho anh Thái Châu. Anh đã từng xuất hiện trong chương trình một lần rồi, nhưng lần đó với vai trò là một giám khảo chủ đề, có nghĩa là lắng nghe các đàn em của mình hát lại những ca khúc đã gắn bó với tên tuổi của mình rất là lâu rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại khác, anh đóng vai trò là một giám khảo khách mời thôi. Thì không biết là cảm xúc có khác nhau hay là những cái sự kỳ vọng có khác nhau không hả anh? Trước hết Thái Châu xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình. Hôm nay là tôi được mời đến đây, và cái sự nung nóng và háo hức của tôi là như thế này, là hai cái dòng nhạc khác nhau. Dòng nhạc của mình thì nó tính có cái tính chất ta hơn, còn hôm nay đêm nhạc của ca nhạc sĩ Đức Huy thì có cái tính chất tây hơn, nhiều hơn ta. Thành ra tôi cũng hân hạnh được trình diễn và hát những bài hát của ca nhạc sĩ Đức Huy. Thì hôm nay tôi mong là các bạn ca sĩ hát hết mình và diễn là thật là giỏi, để đem một cái món ăn tinh thần và đêm nhạc Đức Huy thật là tuyệt vời dâng đến cho quý vị đang xem chương trình. Cảm ơn anh Thái Châu rất là nhiều. Còn Trương Thị Mai, hôm nay bạn đã xuất hiện với bộ đầm rất là lộng lẫy, rất là xinh đẹp. Không biết rằng là đối với đêm nay thì bạn có nghe nhiều bài hát của anh Đức Huy chưa nào? Không biết là từ đó đến giờ những bài hát nào của anh Đức Huy thì bạn thích nhất? Đầu tiên cho Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Dạ vâng, thưa anh, Mai rất là yêu thích cái nhạc bài hát của nhạc sĩ Đức Huy, đặc biệt đó là bài Đường Xa Em Đêm Nay, Và Tôi Cũng Yêu Em, hay bài Trái Tim Ngục Tù. Và ngày hôm nay thì Mai rất mong trên sân khấu này sẽ tái hiện lại, gửi cho Mai gợi nhớ lại những cảm xúc trong bài hát ạ. Vâng, rất là cảm ơn, và xin mời danh ca Thái Châu cũng như là Á hậu Trương Thị Mai cùng tiến về vị trí của mình. Xin mời. Và thưa quý vị, điều đặc biệt trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát đó chính là bên cạnh ban giám khảo chính, giám khảo khách mời của chúng ta, thì có thêm giám khảo vô cùng hùng hậu nữa, đó chính là 100 vị giám khảo khán giả đang có mặt tại phim trường. Thưa quý vị và các bạn, trong 100 khán giả tại phim trường là những vị giám khảo khó tính, có 10 nhà báo. Thưa quý vị, xin trân trọng giới thiệu 10 nhà báo. 100 vị giám khảo khán giả của chúng ta sẽ có tổng điểm là 100, tương đương với 10 điểm so với ban giám khảo chính. Có nghĩa là 100 vị giám khảo khán giả của chúng ta sẽ có quyền lực ngang bằng với một vị giám khảo chính. Còn một ghế trống phía đó, đêm nay sẽ xuất hiện ai ạ? Thưa quý vị, đầu tiên là bài hát Và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo đặc biệt đêm nay, ca nhạc sĩ Đức Huy. Nhạc sĩ Đức Huy đã sáng tác ca khúc Đầu Tay cách nay gần 50 năm, và trong suốt thời gian đó, anh được khán giả yêu thích với những bài tình ca ngọt ngào, trẻ trung cùng giọng hát tình cảm của mình. Từ những bài hát đầu tiên như Cơn Mưa Phùn, Bay Đi Cánh Chim Biển, đến những ca khúc nổi danh suốt thập niên 80 và 90 như Người Tình Trăm Năm, Màu Mắt Nhung, Đường Xa Em Đêm Nay, Đường Xa Ước Mưa và Tôi Cũng Yêu Em, Như Đã Dấu Yêu, Tiếng Mưa Đêm, Trái Tim Ngục Tù, v.v. Đức Huy đã tạo dựng cho mình một vị trí nổi bật trong âm nhạc Việt Nam, và cũng là một trong những nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích nhất. Ca khúc của Đức Huy có một vị thế riêng biệt trong dòng chảy nhạc Việt và đã góp phần đem lại danh tiếng cho rất nhiều ca sĩ trong nước và hải ngoại. Dạ thưa anh Đức Huy, anh thì là tham gia với vai trò là giám khảo chính,
xuyên suốt trong tất cả những cái chương trình của Hãy Nghe Tôi Hát. Nhưng mà đêm nay á thì rất là đặc biệt khi anh là giám khảo chủ đề. Những lần trước em để ý thấy thì anh cũng khá là nhẹ nhàng, công tâm đó, nhưng cũng rất là ưu ái các thí sinh của chúng ta. Nhưng riêng đêm nay anh có hơi run tay khi mà chấm điểm cho các thí sinh hay không ạ? À, có lẽ không. Bởi vì trước hết là tôi cũng xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cái vinh hạnh được một đêm với chủ đề Đức Huy. Và tôi nghĩ là đêm nay tôi sẽ rất sung sướng được nghe những bạn đồng nghiệp, những nghệ sĩ mà tôi rất quý mến trình bày những bài hát của tôi. Thưa anh Đức Huy, ý của bạn thơ, bạn ấy hỏi rằng là anh có khó tánh hơn hay không ạ? À? Không, không, làm sao mà khó tính được trong khi được nghe những cái bài hát của mình như tôi vừa nói đấy. Vâng, bây giờ xin mời nhạc sĩ Đức Huy cùng tiến về vị trí của mình để chuẩn bị cho đêm thi rất là kịch tính ngày hôm nay. Xin mời. Và một tràng vỗ tay thật lớn chào đón giám khảo Đức Huy. Thưa quý vị, đêm nay chúng ta sẽ được thưởng thức lại những tuyệt phẩm của nhạc sĩ Đức Huy và các ca sĩ sẽ trình bày với những sáng tạo và tình cảm riêng của mình. Và đêm nay, liệu các thí sinh có vượt qua được những gì mà nhạc sĩ Đức Huy mong muốn và nhạc sĩ Đức Huy đã làm hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem nhé. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần dự thi của ca sĩ Quách Thành Danh. Anh sẽ cố quên khung trời hoa hoa. Lần này đến với dòng nhạc của nhạc sĩ Đức Huy thì cũng là một cái dòng nhạc phòng trà êm ái và cũng hơi hướng trẻ trung. Hy vọng rằng các khúc như Đã Dấu Yêu sẽ được quý vị yêu thương và hãy bình chọn cho danh mã số 04 quý vị nhé. Thưa quý vị, bài hát Như Đã Dấu Yêu đã quá quen thuộc với tất cả mọi người và bài hát gốc này mời quý vị hãy cùng lắng nghe lại. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, là em chưa thuộc về ai. Rằng mình đã đến trong nhau nồng nàn như
đã giấu yêu từ thuở nào. Cô quên khung trời hoa mộng ngày hè bên em, tình mình để đến rất nhanh. Anh sẽ cố quên lần đầu mình đến bên nhau, rộn ràng như đã thương yêu từ thuở nào. Em đến với anh với tất cả tâm, anh đến với em với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu. Một tràng vỗ tay nữa thật lớn dành cho Quốc Thành Danh. Chúc mừng bạn nhé. Một bài hát có thể nói là rất là lãng mạn. Thưa quý vị, như quý vị để ý thì trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, tất cả các bài hát chúng tôi đều mong muốn đem đến cho tất cả quý vị chẳng những có những phần nghe thật tuyệt vời và cả phần nhìn đều rất đẹp đó thưa quý vị. Còn bây giờ thì Nguyên Vũ tin chắc rằng là trong lòng của các vị giám khảo đang có rất nhiều điều muốn nói. Đầu tiên, Nguyên Vũ xin được trân trọng mời tác giả nhạc sĩ Đức Huy. Tôi rất xúc động khi nghe Quách Thành Danh hát bài này và cảm ơn bạn đã thổi một cái hơi thở mới cho một cái bài hát mà đã được rất nhiều người hát với cái giọng trầm đặc biệt, và riêng đối với cái bài này thì nó rất truyền cảm. Và tôi nghĩ là cái giọng hát của bạn có lẽ là một trong rất ít những giọng hát mà đưa cái bài này lên đỉnh của nó. Xin cảm ơn bạn, thật tuyệt vời. Phương Dung xin có một cái vài lời muốn nói là: thứ nhất, ngày hôm nay Quách Thành Danh đã mặc một chiếc áo khác, hoàn toàn mới. Mặc dù Phương Dung không phải là người hát cái dòng nhạc của anh Đức Huy, nhưng mà đây là một trong những bài mà Phương Dung thích nhất trong cả trăm bài hát của anh Đức Huy. Và nếu mà Phương Dung nhớ không lầm thì Thái Châu đã có hát bài này, nhưng mà riêng với Quách Thành Danh đêm nay rất tuyệt vời. Cảm ơn cô. Phải nói là hai lời nhận xét khen rất nhiều dành cho bạn. Còn anh Thái Châu, xin mời anh. Cái giọng của Quách Thành Danh rất là đặc biệt, ở cái độ trầm mà dày lắm, dày mà vang lên. Khó có một người nam ca sĩ nào mà được cái giọng như thế này. Thì đối với tôi thì cái câu đầu á thì êm một chút xíu nữa là nó hoàn hảo hơn. Rồi nói chung thì cả bài hát cái cảm xúc rất là tuyệt vời. Cảm ơn. Trước thì Mai, sau khi nghe các vị giám khảo có chuyên môn đã nhận xét rồi, thế bạn thì ý kiến bạn như thế nào? Riêng bản thân Mai thì sau khi nghe anh Quách Thành Danh hát bài này thì May chỉ muốn yêu anh thôi. Bởi vì Nguyên Vũ thật là ganh tị với bạn đó nhá. Dạ vâng, bởi vì giọng hát của anh
rất trầm ấm và truyền tải tất cả cảm xúc. Và May bị cuốn hút bởi câu chuyện của anh vừa kể và muốn bắt đầu yêu ạ. Em cảm ơn anh. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời số điểm của danh ca Phương Dung. Mời. Xin mời danh ca Thái Châu. 9,5. Số điểm của người đẹp Trương Thị Mai. Mời. Quý vị khán giả thì sao ạ? Quý vị đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ sẽ là thời điểm sự quyết định, quý vị bắt đầu. Và số điểm của bạn là 9 điểm, chúc mừng bạn. Chúc mừng anh Quách Thành Danh, một cái tiết mục mở màn đầy cảm xúc, rất là nhiều màu sắc, cũng như là nhận được cơn mưa lời khen từ ban giám khảo và nhận được một cái điểm số rất là cao. Cảm xúc của anh bây giờ như thế nào? Thực sự ra bây giờ mới chút được cái gánh nặng là mình là người mở màn chương trình. Tại vì thật sự ra rất là áp lực khi mở màn. Tại vì tất cả mọi thứ là mình là người khởi đầu nên là rất là lo lắng. Nhưng mà sau khi được nhận những lời khen của ban giám khảo và quý vị khán giả trường quay, anh rất là sung sướng và cảm thấy tự tin hơn. Quý vị hãy nhớ mã số bình chọn dành cho ca sĩ Quách Thành Danh nha, đó chính là 04, để giúp cho ca sĩ Quách Thành Danh của chúng ta càng tự tin hơn nữa, cũng như là tỏa sáng hơn nữa trong những đêm thi sau. Thì hãy nhớ soạn tin nhắn theo cú pháp HNTH khoảng cách 04 rồi gửi về tổng đài 8234. Thưa quý vị, có thể nói đầu tiên phần thi của Quách Thành Danh diễn ra khá là suôn sẻ và có được những điểm 10 rất là cao dành cho bạn ấy. Bài hát tiếp theo sẽ là một bài hát, một sáng tác cũng rất nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy. Và đặc biệt bài hát này nhạc sĩ Đức Huy đã dành cho nàng thơ của mình. Và ca sĩ tiếp theo có thế được chỗ đứng của nàng thơ này hay không? Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Những cái ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy, ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay, thì quý vị cũng đã thấy là rất là nhiều nghệ sĩ thể hiện ca khúc này rồi. Nhưng mà với Nhật Kim Anh thì Kim Anh muốn thay đổi một chút xíu, muốn dành tình cảm thật nhiều vào trong ca khúc Đừng Xa Em Đêm Nay. Hy vọng là quý vị sẽ cảm thấy hài lòng. Bài hát được mang tên Đừng Xa Em Đêm Nay phiên bản gốc và phần trình diễn của Nhật Kim Anh. Đừng xa em đêm nay khi bóng trắng qua hàng cây, đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Vòng tay em cô đơn, đêm khuya lắng nghe buồn hơn, con tim em khát khao yêu thương. Nhịp đập
con tim. Dù em giấc ngủ yên, đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em. Những sao xuyến đã ngủ quên. Đừng xa nay đêm rất dài, hãy yêu em đêm nay cho quên hết đi ngày mai. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Đừng xa em đêm nay, hãy nói anh sẽ ở đây. Đừng để em một mình nơi chốn này. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Vai nói anh vẫn yêu em. Giọt nước mắt nào đổ trong bóng tối khi nằm lắng nghe tiếng đêm. Con tim, dù em giấc ngủ yên, đời em vắng lặng và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em. Những sao xuyến đã ngủ quên. Đừng xa cho quên hết đi ngày mai, đừng xa em, đừng xa em đêm nay. Hãy ôm em trong tay cho em biết anh cần em. Vài nói anh vẫn yêu em. Quý vị, chúng ta vừa đến với một giai điệu khá là lạ tai đối với bài hát này, được phối theo thể loại nhịp flamenco. Và bài hát này thì Nguyên Vũ thấy là nó có một cái hơi thở mới, nhưng đó là chỉ là ý kiến của Nguyên Vũ mà thôi. Còn bây giờ thì xin phép được mời ý kiến của giám khảo. Xin mời anh Thái Châu. Hôm nay tôi rất là hào hứng và được xem một cái Đừng Xa Em Đêm Nay thật là mới mẻ, thật là hiện đại, mà thật là mà có cái tính chất coi như là mãnh liệt nhưng mà không thiếu cái tình cảm dạt dào. Cái tiết tấu này rất là mới mẻ, rất là hay, và Nhật Kim Anh hôm nay hát rất là hay và trình diễn rất là hay. Tôi rất yêu thích bài hát này. Dạ, cảm ơn anh. Trong nhận xét của anh thì Nguyên Vũ thấy rằng là rất hay, rất hay, rất hay và rất hay rất nhiều. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét của giám khảo Phương Dung. Bài hát này là vào thập niên 90. Đi đến đâu cũng đều nghe người ta hát. Nhưng mà riêng hôm nay, với cái phần hòa âm, cũng như với tất cả những người con gái Spanish dàn dựng lại, em đã mặc một chiếc áo mới rất tuyệt vời, và em hát hay hơn những cái tập phim trước rất là nhiều. Cô cảm ơn em. Chắc hẳn là bây giờ thì Nhật Kim Anh đang rất là nóng lòng muốn lắng nghe chính tác giả nhận xét phần trình diễn của mình. Xin mời giám khảo Đức Huy. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Thái Châu cũng như là cô Phương Dung về cái nhạc, cái nhịp điệu mới cộng thêm cái y phục rất là Tây Ban Nha. Thì thành thật mà nói, nếu mà không có mặt ở trong cái chương trình Hãy Nghe Tôi Hát hôm nay thì tôi không bao giờ tôi ngờ là tôi lại được nghe và được chứng kiến một cái nét mới lạ như vậy cho cái bài Đừng Xem Đêm Nay. Và dưới cái ánh sáng của Tây Ban Nha này đó, thì cái nhân vật nữ không còn là một người mà yếu đuối, nài nỉ,
cái người yêu của mình ở lại như cái bản nguyên gốc. Còn hôm nay thì chúng ta thấy một người phụ nữ bảo là rất cần anh đấy, đừng xem đêm nay. Nhưng mà nếu mà anh mà có không chiều ý tôi thì cũng không sao cả. Bởi vì tôi đã có tất cả chung quanh đây rồi. Tôi là một người phụ nữ mạnh mẽ. Và cái khát vọng của tôi á, nó rạo rực, nó hơn là cái khát khao của cái người phụ nữ Á Đông. Thế có phải là một cái nét mới lạ hay không? Vâng, xin cảm ơn. Trương Thị Mai, bạn thì sao ạ? Dạ vâng. Trước tiên thì cho May xin chúc mừng chị đã hoàn thành xuất sắc phần thi của mình. Và sau khi nghe bài này rồi, thật sự là chắc chắn một điều rằng em sẽ không sai chị đâu. Bởi vì trong chị hát, em rất là thích cách chị truyền tải rất là máu lửa. Và em chỉ muốn là chạy tới và không bao giờ muốn sai chị đâu. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Mà anh Đức Huy, anh có nghĩ là anh không xa Nhật Kim Anh đêm nay không? Sao ạ? Anh có không xa Nhật Kim Anh đêm nay không? Sao lại để Trương Thị Mây không xa? Không, nghe như anh... thế này thì nói thành thật chẳng riêng gì tôi, chẳng ai muốn xa cả đâu. Thế thì Nhật Kim Anh đêm nay có đủ sức trở thành nàng thơ của anh không ạ? Tôi xí trước. Đấy, anh này xí trước rồi. Bây giờ sẽ là số điểm của ban giám khảo. Xin mời số điểm của danh ca Phương Dung. 9,5. Giám khảo Thái Châu mời. Trương Thị Mai, Nguyên Vũ rất mời. Quyền quyết định vẫn ở tất cả quý vị khán giả có mặt trong đêm nay. Thời gian bình chọn dành cho quý vị bắt đầu. Thưa quý vị, số điểm của khán giả trường quay dành cho Nhật Kim Anh đã có trên tay. 8,5. Thật ra thì tuy rằng khán giả trường quay cho điểm hơi thấp chút xíu, nhưng mà Kim Anh nghĩ đó cũng là một cái gì đó động lực để mà mình sẽ cố gắng hơn cho những vòng thi sau nữa. Không biết có vô được hay không, nhưng mà thôi kệ, mình cứ lấy cái đó để làm động lực để mình cố gắng hơn. Nhật Kim Anh không cần phải quá lo lắng, bởi vì bên cạnh của Nhật Kim Anh bây giờ còn có khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ nữa mà. Quý vị hãy nhớ thể hiện tình yêu của mình dành cho Nhật Kim Anh bằng cách là nhớ mã số bình chọn 03, rồi soạn tin nhắn theo cú pháp HNTH khoảng cách 03, rồi gửi về tổng đài 8234. Quý vị nhớ là tổng đài của chúng ta sẽ khép lại vào lúc 23:59 tối thứ năm tuần này thôi quý vị nhé. Ngay sau đây sẽ là một ca khúc có thể nói là làm mưa làm gió ở thập niên 90, thưa quý vị. Một bài hát mà các chàng trai đôi khi hát lên để dành tặng cho những người bạn gái của mình, hay muốn làm quen với người bạn gái nào đó. Trái tim một tô, trái tim một tô. Cái đêm này là cái đêm của nhạc sĩ Đức Huy, chuyên trị dòng nhạc trẻ. Và Thái thì trước giờ Thái không hát nhạc trẻ, ít hát nhạc trẻ lắm. Mà bây giờ chọn một bài hát cũng rất là khó cho Thái. Đó là Trái Tim Một Tù. Và cách thể hiện dựng của trên sân khấu, nó cũng là một cái cách đây là mới mẻ của Thái. Hy vọng là sẽ làm vừa lòng khán giả trên mọi miền đất nước. Mời tất cả quý vị hãy cùng đến với phiên bản gốc qua phần trình diễn của ca sĩ Đức Huy. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Anh đã gọi em lời buồn chân mây,
anh đã chờ em đến khi lá bay. Anh đã nhiều lần bắt gặp mình trong gương. Chẳng hiểu vì sao đời mình mãi lao đao. Xuân đến rồi đi, ngày ta nắng ấm. Em đến rồi đi, như cơn sóng ngân. Anh đã một lần được biết yêu em. Để bây giờ chỉ biết yêu em một mình. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Đến bao giờ? Anh tự hỏi, đến bao giờ anh mới quên được em? Anh đã tìm em từ muôn kiếp trước. Anh đã gặp em về cho xót thương. Cho dấu ngàn lần, trăm ngàn lần phải khổ đau, xin bằng lòng cho anh được biết để yêu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Anh yêu em đến ngàn thu. Trái tim ngục tù, trái tim ngục tù. Có thể nói bên trong thì Nguyên Vũ không biết diễn tả bằng lời nào nữa, bởi vì một bản phối rất lạ tai. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho người hòa âm phối ký ạ. Không biết là phần nhận xét của ban giám khảo sẽ như thế nào, nhưng đêm nay với những nhạc phẩm, những tuyệt phẩm của nhạc sĩ Đức Huy thì chắc chắn không phải là sở trường của bạn ấy rồi. Và chính vì vậy mà Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe những lời nhận xét hết sức quý báu của ban giám khảo. Đầu tiên, Nguyên Vũ xin được mời giám khảo Phương Dung. Chào Dương Ngọc Thái. Chào cô. Em là một trong những giọng hát cô rất là mến. Nhưng mà hôm nay đó, với cái phần dàn dựng nó, cô chia làm ba phần. Thứ nhất phối âm, thứ hai phần hát. Và cái thứ ba nữa đó, cô thấy có một cái điều
nếu với cái phần phối âm nó quá xuất sắc, mà nếu mà Thái có thời gian tập luyện mà hát máu lửa hơn một chút xíu nữa thì cái bài này tuyệt vời. Với cái bài này, Dương Ngọc Thái không còn là một người gọi đò nữa. Hoàn toàn là một người khác phải không cô? Đúng, đúng như vậy. Dạ. Đã lột xác là một người khác với dòng nhạc của nhạc sĩ Đức Huy. Nhưng mà tôi không hiểu là thứ nhất là Nguyên Vũ, bạn nghĩ sao mà bạn nói đây không phải là sở trường của... Dạ. Tại vì có thể là từ trước đến giờ mình chưa được nghe Dương Ngọc Thái hát cái dòng nhạc này. Dạ đúng. Và đấy tôi, và thêm nữa là tôi cũng không hiểu bà nghĩ sao mà bà nói là bữa nay hát vậy chưa máu lửa, bà còn muốn máu cỡ nào nữa bây giờ. ví dụ coi lửa đằng sau bốn cái phụt xịt cái cốt mà trái tim ngục tù em phải gào thét lên. Không, tôi không được, tôi đừng có dư được. Cái này ít nhưng mà là nhiều đó. Tôi cái gì của Dương Ngọc Thái cứ để Dương Ngọc Thái làm ra nha, mình có chấp nhận hay không đó mới quan trọng, chứ đừng có giống ai hết trơn. Chính xác. Đó. Dương Ngọc Thái có thể hát bất cứ bài nào mà bạn ấy thích và bạn ấy muốn. Và riêng hôm nay thì tôi cảm ơn bạn đã hát cái bài này với một cái dàn dựng mới và với một cái phong cách mới, và có thể nói chung là tôi rất ấn tượng, bạn đã chinh phục được tất cả cái sự chú ý của tôi. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà riêng Nguyên Vũ thì rất ấn tượng bởi những câu nói của anh Đức Huy như là sướng. Thế thì hôm nay anh có sướng không ạ? Có thể nói là tôi đi từ cái sướng này qua cái sướng khác. Hôm nay là đến cái bài này là cái sướng thứ ba rồi đấy. Mà tôi định để là cuối chương trình thì tôi nói là sướng nhiều. Rất cảm ơn. Còn bây giờ thì xin mời giám khảo Thái Châu ạ. Tôi cũng sướng giống như anh Đức Huy vậy đó. Sướng dữ lắm. Là tại sao hôm nay tôi được thưởng thức một cái phiên bản Trái Tim Ngục Tù rất là mới, rất là sinh động. Và từ trước tới giờ thì nó cứ bình những cái phiên bản đúng rồi, cũng đúng rồi. Giống na ná với nhau. Hôm nay rất là mới mẻ. Và tôi cũng đồng ý với lại Phương Dung ở cái chỗ Thái hát máu lửa thêm chút xíu. Ủa? Sao? Chưa có thoát ra cái cách hát công tử của mình. Nha, Trái Tim Ngục Tù là phải máu mạnh, gào thét cho nó thêm một chút xíu nữa thì sẽ thấy là trái tim nó ngục tù luôn á. Còn bây giờ sẽ là lời nhận xét của giám khảo Trương Thị Mây. Riêng cá nhân Mây thì Mây thấy rằng anh Thái phần trình diễn này đã hoàn toàn chinh phục Mây, bởi vì Mây rất thích những cái mà nốt cao nhưng rất trầm ấm và những cái rung tự nhiên của anh trong bài hát, và có thể là truyền tải hết các cảm xúc làm cho Mây feel theo nhạc và feel theo những từng lời anh hát. Và Mây xin cảm ơn anh ạ. Feel mà có yêu không? Dạ, cái này là mình feel theo nhạc thôi. Yêu người kia rồi, giờ yêu nữa. Yêu thôi. Bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo dành cho Dương Ngọc Thái. Giám khảo Phương Dung 9,5 điểm. Giám khảo Thái Châu 9,5. Giám khảo Trương Thị Mây 10. Đây là thời gian dành cho quý vị khán giả trường quay. Thời gian bắt đầu. Số điểm dành cho Dương Ngọc Thái là 8 điểm. Dương Ngọc Thái chào quý vị khán giả. Hôm nay là một tiết mục rất đặc biệt. Đây là một cái dòng nhạc mà lần đầu tiên Thái hát cái dòng nhạc này của nhạc sĩ Đức Huy. Dàn dựng thì rất là công phu, rất là hay, và dàn phối cũng rất là hay. Mà thật sự hôm nay là được khán giả khen, và ban giám khảo cũng khen nhiều. Chỉ có hơi chê một chút là hát chưa có thoát cái công tử ra. Cái đó là góp ý thôi chứ không phải chê. À, góp ý. Thật sự là cái giọng Thái hôm nay nó cũng không được là tốt lắm. Thì hơi khan tiếng và cũng hơi bị ngạt mũi. Và mong rằng quý vị cho ủng hộ cho Thái. Mã số là 05 nha quý vị. Quý vị nhớ nha, mã số bình chọn của anh Dương Ngọc Thái là 05. Và nếu như quý vị có nhìn nhận khác với lại ban giám khảo là khán giả tại trường quay và mong muốn là ủng hộ nhiều hơn cho giọng ca của ca sĩ Dương Ngọc Thái, thì hãy soạn tin nhắn với cú pháp là HNTH khoảng cách 05 rồi gửi về tổng đài 8234 quý vị nhớ nhé. Thưa quý vị, ngồi cạnh bên Nguyên Vũ là hai nhà báo, đó chính là cô Minh Tuyền báo điện ảnh và Phan Cao Tùng báo thanh niên.
Phan Cao Tùng thân mến, bạn có ấn tượng như thế nào về âm nhạc của nhạc sĩ Đức Huy ạ? Với tôi, âm nhạc Đức Huy thật sự là những tuyệt phẩm và tôi rất là yêu thích những ca khúc của Đức Huy. Âm nhạc của Đức Huy thì có rất là nhiều màu sắc, có những bài chậm buồn, ví dụ như là Cơn Mưa Phùn hay Màu Mắt Nhung hay Mùa Đông Đến Trong Thành Phố, và cũng có những ca khúc là tươi vui, nhẹ nhàng, trẻ trung như là Lời Yêu Thương, vân vân. Mà dù mang màu sắc nào thì âm nhạc Đức Huy vẫn là những ca khúc có những ca từ rất là đẹp và mộc mạc, dễ chạm được cảm xúc của người nghe. Đã có 3 phần trình diễn của 3 ca sĩ trên sân khấu rồi, thì sau khi bạn xem thì bạn cảm nhận như thế nào về chương trình ạ? Tôi cảm thấy là bất ngờ, bởi vì nhạc Đức Huy như mọi người biết là nhẹ nhàng, nhưng mà trong 3 cái phần trình diễn của 3 ca sĩ dự thi thì là nó mang 3 cái màu sắc khác nhau, và mỗi ca khúc đều được khoác cho mình một chiếc áo mới, hoàn toàn mới. Tôi nghĩ đây là cái thành công riêng của chương trình Hãy Nghe Tôi Hát. Xin được cảm ơn nhà báo Phan Cao Tùng. Thưa cô Minh Tuyền, với âm nhạc như là những bài hát trong Hãy Nghe Tôi Hát thì không biết là cô có ấn tượng như thế nào ạ? Thật ra là chương trình Hãy Nghe Tôi Hát mang tới cho tôi nhiều cái bất ngờ rất là thú vị. Bây giờ nghe lại rồi qua cách hòa âm phối khí mới và cách dàn dựng rất là công phu của chương trình, thì tôi cảm thấy là mình có thêm những cảm xúc mới, cái hiện đại hơn, nó trẻ trung hơn, làm cho mình sống lại một thời đã qua của mình. Xin được cảm ơn cô Minh Tuyền rất là nhiều. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng đến với phần trình diễn đặc biệt của ca nhạc sĩ Đức Huy với bài hát Bay Đi Cánh Chim Biển.
tiếng kêu gọi và gió reo tên em trong giấc vô sống về để đón bước em quay mặt lại nhìn nhau một lần cuối. Bay đi cánh chim biển yên lành, chẳng còn giấc mơ nào để giữ đôi chân em, chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ em khi mặt trời đậu trên đôi cánh vô. Giấc mơ của tôi và cánh chim hài ấu bay ra khỏi tầm tay và tiếng gió. Quý vị, người ca sĩ sau đây với giọng ca thật ngọt ngào, có thể nói là chuyên trị những bài hát mang âm hưởng dân ca hoặc trữ tình ngọt ngào. Thế còn những bài hát của nhạc sĩ Đức Huy thì sao? Với giai điệu vui nhộn thì bạn ấy sẽ xử lý như thế nào? Vâng, có lẽ là bốn vòng thi trước thì quý vị đều thấy Hà Vân với một hình ảnh rất là quen thuộc, rất là dịu dàng với tà áo dài. Nhưng mà vòng thi này là những ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy, thì với Hà Vân phải nói là đây là một thử thách rất là lớn. Có lẽ lần đầu tiên trên sân khấu Hà Vân thể hiện một ca khúc với một phong cách trẻ trung và dí dỏm nữa. Và Hà Vân mong rằng là với một phong cách hoàn toàn mới đó thì Hà Vân sẽ nhận được sự thương mến và ủng hộ của quý vị. Ca khúc phiên bản gốc Và Tôi Cũng Yêu Em qua phần trình diễn của Đức Huy và Hà Vân. Tôi yêu xem một cuốn truyện hay, tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Buổi sáng con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh gà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng,
nhiều cây lá, tôi yêu những người xa. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đâu vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người xa. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu em, và tôi rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chan. Có thể nói thì Nguyên Vũ khá là bất ngờ với giọng hát dễ thương, nhí nhảnh, nhẹ nhàng của bạn. Còn bây giờ Nguyên Vũ rất muốn nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin mời danh ca Phương Dung. Thứ nhất là đây là một cái bài được làm lại rất là trẻ trung mới mẻ. Cô thấy cái hình ảnh của một cái trường đại học. Và riêng cá nhân cô, bài này dù em cố gắng hát không xuất sắc nhưng mà không tệ. Cái đó là nhận xét riêng cá nhân của cô Vương Dung, cô dành lại cho Thái Châu và anh Đức Huy. Cái bài này thì tôi nghĩ là một cái bài mà cũng không có phải thể loại mạnh, về mặt mạnh cho Hà Vân. Còn cái bài này thường thường hồi nào bây giờ là nam hát nhiều. Và tôi cũng yêu em mà, cái đầu đề đó là nói cho cái tâm trạng của người nam, chứ không có nữ. Không biết là khán giả ở đây nghe như thế nào, riêng cá nhân tôi thì tôi có ý kiến như thế. Tôi có ý kiến là bài này thì chẳng những nó có cái vấn đề chữ anh với chữ em, nhưng mà nó còn có cái vấn đề là tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đấu vui với bạn bè và ly rượu ngon. Thì cái hình ảnh một người con gái mà uống ly rượu ngon với lại điếu thuốc thì nó cũng không hợp lắm bây giờ. Tuy nhiên có cách để mà mình đi vòng. Nếu mà bây giờ bạn Hà Vân có thể nói là, và tôi bây giờ đây là một bài hát tôi rất thích và tôi xin thay mặt người bạn trai của tôi hát tặng quý vị, thì nó hợp lý hơn. Và nếu mà nói cái điểm đáng tiếc của bài này đó, thì tôi có một điểm mà tôi tiếc, rất tiếc, là khi mà lặp lại cái điệp khúc mà khi ban nhạc ngừng mà vỗ tay đó, thì bạn có tất cả bao nhiêu người sẵn sàng để hỗ trợ bạn. Chỉ cần việc bạn, các bạn ơi vỗ tay với tôi, hát với tôi là chúng tôi sẵn sàng, mà chúng tôi đợi. Thế bạn lại cứ hát thôi. Đấy là cái điểm duy nhất tôi tiếc. Tuy nhiên, xét cho cùng thì tôi rất thích cái phần trình diễn này với cái dàn dựng tươi trẻ, mới mẻ, và bạn đã không làm phụ lòng người nghe. Đó là ý kiến của tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Riêng cá nhân May thì May rất là yêu thích phần trình diễn này, bởi vì May cho May một cảm giác nhẹ nhàng, dễ thương và trong cách trình diễn rất là đáng yêu.
Sau khi nghe bài hát này thì và tôi cũng yêu chị. Vâng, và Hà Vân rất là cảm ơn những lời chia sẻ rất là tuyệt vời của ban giám khảo dành cho Hà Vân. Thì có đúng nhiều cái để Hà Vân có thể là rút kinh nghiệm cho những cái phần thi tiếp theo. Còn bây giờ thì sẽ là số điểm của ban giám khảo dành cho Hà Vân. Xin mời danh ca Phương Dung. 8,5. Giám khảo Thái Châu. 9,5. Á Hậu Trương Thị Mê. 9,5. Quý vị khán giả thân mến, đây là thời gian dành cho quý vị bắt đầu. Số điểm của quý vị khán giả trường quay 7,4 điểm. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau khi mà nghe ban giám khảo nhận xét rồi á, thì Hà Vân cảm thấy như thế nào? Vâng, đúng là ngày hôm nay với đêm thi là những ca khúc của nhạc sĩ Đức Huy, thì với Hà Vân đây là một cái thử thách. Bởi vì là Hà Vân thì sở trường là những ca khúc trữ tình, nhẹ nhàng, sâu lắng. Thì đương nhiên thử thách thì tất nhiên là cũng có thể là nhận được cái sự cảm tình của ban giám khảo hay là quý vị. Có thể không hoặc là hoặc có thể rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng là đối với Hà Vân là Hà Vân đã được trải nghiệm và thể hiện một ca khúc mà cho nó thay đổi một chút. Vâng, và nếu như quý vị yêu mến và ủng hộ Hà Vân giống như Hà Vân vừa mới mong muốn và chia sẻ thì hãy nhớ mã số bình chọn của Hà Vân là 01 nhé. Quý vị có thể soạn tin nhắn từ cú pháp HNTH khoảng cách 01 rồi gửi về tổng đài 8234 quý vị nhớ nhé. Và người thi cuối cùng chắc hẳn quý vị cũng đã biết là ai. Một anh chàng đã gây nhiều sự tò mò và thu hút từ phía khán giả ở những tuần vừa qua. Anh sẽ chọn những bài hát như thế nào? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Thực sự là chuyên gia sức khỏe của chị Dân cũng không được tốt cho lắm. Nhưng mà sẽ cố gắng hát thật tốt để mang đến cho tất cả mọi người những gì hay nhất. Mọi người nhớ ủng hộ chị Dân ở mã số 06 nhé. Chúng ta sẽ cùng nghe lại phiên bản gốc với giọng ca của ca nhạc sĩ Đức Huy. Sáng đêm nay nhiều như những gì mình đã mất, một lần đã trọn vẹn hiến dâng với anh, ngày mai là người tình trong mong. Giờ này khuya rồi, thôi thì như thường lệ anh hát cho em nghe một bài trước khi đi ngủ, nhưng mà nhớ là nghe xong rồi phải đi uống thuốc đi ngủ nghe cho hết bệnh, biết không? Không có thức khuya nữa đó. Rồi bây giờ anh hát nha. Vui
Em yêu ơi, dù cho cách xa nghìn trùng, mong rằng em đừng quên, nơi đây có một người lòng còn yêu em, màu mắt nhung tuyệt vời. Màu mắt nhung anh đã yêu và anh sẽ mãi yêu trọn đời. Màu mắt nhung, ôi màu mắt nhung, anh chót yêu. Em về chốn ấy có hay nơi đây một người lòng còn yêu em, về ôm gói chăn đợi chờ, chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa. Người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời. Người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời. Đến một ngày, một ngày nào đó, em xa anh. Một ngày nào đó, anh nhớ có một lần, một lần mình nói ta yêu nhau, có vầng trăng làm chứng. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trọn vẹn ái ân, với anh em mãi là người tình trăm năm. Nhưng vòng tay yêu dấu đã xa rồi, như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã mất. Một lần đã trọn vẹn tiến ra, với anh em mãi là người tình trăm năm. Và nếu như có một ngày nào đó em quên anh, một ngày nào đó những ân tình nhạt nhòa phai dấu trong con tim, chẳng còn thương đau. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình đã có. Một lần đã trọn vẹn ái ân, với anh em mãi là người tình trăm năm. Nhưng vòng tay yêu dấu
như con tàu ra khơi. Đến một ngày nào đó em sẽ biết rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu. Bầu trời nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những kỷ niệm qua tay. Một lần đã trọn vẹn hiến ra với anh, em mãi là người tình trăm năm. Với anh, em mãi là người tình trăm năm. Thưa quý vị, có thể nói Chi Dân là một nhân tố bí ẩn. Hết lần này đến lần khác, bạn ấy đã đem đến sự bất ngờ dành cho chúng tôi. Và Nguyên Vũ thấy trên sân khấu đâu đó một hình ảnh của nhạc sĩ Đức Huy. Và Nguyên Vũ mong muốn, rất muốn lắng nghe lời nhận xét từ phía giám khảo Đức Huy. Xin mời anh. Trước hết tôi cảm ơn Chi Dân, cảm ơn ban tổ chức đã dàn dựng cái bài Người Tình Trăm Năm. Và trong cái có thể là cái giấc mơ hoang đường nhất của tôi cũng chưa bao giờ tưởng tượng được một cái câu chuyện lại kể lại, và tôi đã không ngăn được xúc động, và anh Thái Châu đã không ngăn được nước mắt. Cái phần đầu cái bài Màu Mắt Nhung, bạn tự đệm hát sống, có thể có một vài chỗ chúng ta có thể cải tiến được. Tuy nhiên khi mà bước sang cái bài Người Tình Trăm Năm thì tôi cũng như là khán giả bắt đầu hiểu được cái câu chuyện. Và lúc đó thì cái cảm xúc nó bắt đầu nó như một cái thủy triều, nó nhẹ nhẹ nó dâng lên nhưng mà không có cái gì ngăn nó lại được. Thì tôi không biết là nói gì hơn. Bạn xuất sắc lắm. Tiếp nối cảm xúc này thì Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe lời nhận xét từ phía anh Thái Châu, bởi vì đâu đó đã có những giọt nước mắt rơi từ phía anh Thái Châu. Và quý vị biết không, để một người đàn ông mà rơi nước mắt thì rất là khó. Trước hết anh không biết hôm nay có ba mẹ em đến đây xem em hát hay không, nhưng mà anh xin chúc mừng, và cũng là em nên cảm ơn ba mẹ đã sinh em ra để em trở thành một giọng hát hay và một người ca sĩ nổi tiếng. Em hát rất là tuyệt vời, bạn diễn của em hôm nay cũng rất là tuyệt vời, đạo diễn dàn dựng một cái liên khúc Người Tình Trăm Năm và Màu Mắt Nhung, hai bài hát em thể hiện toàn vẹn, rất là tuyệt vời. Cả bản diễn của em cũng vậy, và em luyến lấy một cách thoải mái giọng hát ca, lúc cao lúc thấp rất là đều, rất là tròn trịa, không có cái gì để mà phê bình hết. Nguyên một cái bài hát liên khúc như thế mà em trình diễn như thế, cái trái tim nó giật đau lắm em ơi, đau lắm. Chúc mừng. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Từ cái lúc mà Chi Dân điệm đàn, Chi Dân dẫn tất cả khán giả và ban giám khảo đi theo em, tới cái lúc em đổi qua Người Tình Trăm Năm, cô Phương Dung rất là xúc động, anh Thái Châu thì rơi nước mắt. Và một cái điều cô muốn nói là lúc con lên cao, lúc xuống thấp rất là tuyệt vời. Riêng cái Người Tình Trăm Năm, cô Phương Dung nghĩ là trong tác phẩm này của anh Đức Huy chưa có một người nào hát xuất sắc bằng Chi Dân. Cô chảy nước mắt. Từ vì em hát và em diễn quá tuyệt vời. Cảm xúc của mày bây giờ là mày chỉ muốn là mày cảm ơn Chi Dân rất nhiều. Nhưng đã kể cho May nghe một câu chuyện tình lãng mạn và rất đẹp và rất tuyệt vời. Và May không thể nào tả nên lời được, và May chỉ muốn chúc Chi Dân, chúc em luôn luôn thành tựu với mọi tâm nguyện của mình. Cảm ơn em. Cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo
dành tặng cho Chi Dân. Xin mời danh ca Phương Dung. Mười. Bây giờ sẽ là số điểm của giám khảo Thái Châu. Từ từ, từ từ, từng bảng một. Mười. Hai điểm mười. Giám khảo tiếp theo rất mong ước, Vũ rất mong ước ạ. Số điểm là 10. Còn bây giờ thời gian dành cho quý vị khán giả bắt đầu. Quý vị giám khảo trường quay dành cho Chi Dân xin chúc mừng 9,7 điểm. Rất là thích mỗi lần mà xong cái tiết mục của Chi Dân á, thì nhận được rất là nhiều những cái lời khen ngợi từ ban giám khảo nè. Chúc mừng Chi Dân nha. Trước rất là nhiều cái lời khen từ ban giám khảo như điểm số cao như vậy á, thì bây giờ ngoài cái niềm vui ra mình có lo lắng gì không? Hay là có áp lực gì không? Lo lắng, tại vì ban đầu thì có lo lắng tại vì hôm nay em bị khan tiếng, đúng rồi. Tiếng luôn. Em từ lúc nãy là lên là hát không được, nhưng mà cuối cùng em cũng vượt qua và được mọi người khen nhiều thì em cũng qua được cái giai đoạn đó rồi thôi. Và nếu như quý vị yêu mến giọng ca của ca sĩ Chi Dân, cũng như là tiếp thêm sức mạnh cho anh chàng này có thể là đi thật là suôn sẻ qua những cái dòng tiếp theo nữa, thì hãy nhớ mã số bình chọn dành cho Chi Dân là 06 nha mọi người. Đúng rồi, và hãy soạn tin nhắn với cú pháp là HNTH khoảng cách 06 rồi gửi về tổng đài 8234 quý vị nhớ nha. Hãy nhanh tay nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà bạn yêu thích bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp HNTH khoảng trắng mã số thí sinh và gửi về tổng đài 8234. Quý vị yêu thích thí sinh nào nhất trong đêm nhạc đầy ấn tượng này? Hà Vân mã số 01, Ngọc Liên mã số 02, Nhật Kim Anh mã số 03, Quách Thành Danh mã số 04, Dương Ngọc Thái mã số 05, Chi Dân mã số 06. Thí sinh nào được bình chọn nhiều nhất tuần sẽ nhận giải thưởng 10 triệu đồng. Quý vị khán giả tham gia nhắn tin bình chọn cho các thí sinh mình yêu thích sẽ có cơ hội nhận giải thưởng may mắn 5 triệu đồng. Chúc quý vị may mắn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa thưởng thức xong tất cả 5 tiết mục của các nghệ sĩ của chúng ta ngày hôm nay trong sân chơi Hãy Nghe Tôi Hát. Thưa giám khảo Đức Huy, ngày hôm nay anh là giám khảo chủ đề, là giám khảo quan trọng nhất. Thì không biết là sau tất cả những cái tiết mục trong đêm nay á, thì anh có thấy hài lòng hay không ạ? Hài lòng không thì không đủ, tôi quá hài lòng. Có thể nói là đêm nay sẽ là một cái đêm mà tôi ghi nhớ trong cái ký ức của tôi trong một thời gian rất dài. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn, cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ là giờ phút quyết định thí sinh nào sẽ có số điểm cao nhất. Và chúng ta hãy cùng đến với số điểm của giám khảo Đức Huy dành cho các thí sinh trong đêm nay. Giám khảo Đức Huy dành cho các thí sinh trong đêm nay số điểm tuyệt đối là 10 điểm. Xin cảm ơn nghệ sĩ. Ngay sau đây chúng tôi xin phép được công bố tổng số điểm của các nghệ sĩ đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay. Ca sĩ Hà Vân số điểm tổng cộng là 44,9 điểm. Ca sĩ Dương Ngọc Thái nhận được tổng số điểm là 47 điểm. Ca sĩ Nhật Kim Anh tổng số điểm là 48 điểm. Ca sĩ Quách Thành Danh nhận được tổng số điểm là 48,5 điểm. Vâng, và thí sinh có số điểm cao nhất đó chính là Chi Dân với số điểm 49,7 điểm. Xin chúc mừng Chi Dân. Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng kính mời nhạc sĩ Đức Huy sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng trị giá 20 triệu đồng cho thí sinh nhận được tổng số điểm cao nhất ngày hôm nay. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì chương trình Hãy Nghe Tôi Hát do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên Truyền hình Vĩnh Long 1 sẽ được khép lại tại đây. Còn bây giờ, Nguyên Vũ và anh Hờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
chia tay với câu chuyện về những người tình trong những ca khúc của Đức Huy trong đêm thứ 6 của Hãy Nghe Tôi Hát. Mời quý vị cùng đến với những màu sắc vô cùng phong phú trong âm nhạc của nữ ca sĩ thành công nhất thập niên 80, danh ca Bảo Yến. Từ nhạc trữ tình âm hưởng dân ca ngọt ngào đến nhạc trẻ sôi động, Bảo Yến đã thành công với tất cả. Và đây sẽ là thử thách lớn cho năm gương mặt của Hãy Nghe Tôi Hát, năm nghệ sĩ Dương Ngọc Thái, Nhật Kim Anh, Chị Dân, Hà Vân và Quách Thành Danh. Hãy đến với sân chơi Hãy Nghe Tôi Hát để cùng nghe lại những bài hát đã trở thành kỷ niệm được vang lên đầy mới mẻ. Con phải thay đổi từng chữ một, từng câu một, nó phải khác đi thì nó mới hay hơn được. Hãy Nghe Tôi Hát 21 giờ thứ hai ngày 11 tháng 4 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 45 phút thứ ba ngày 12 tháng 4 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Đằng sau ánh hào quang sân khấu là những câu chuyện hậu trường tạo nên thế giới showbiz đầy màu sắc. Tự nhiên bây giờ báo chí lên nói tôi trẻ đẹp. Đúng rồi, thầy cả xóm tôi chớ thở rồi. Ông bầu Kiều Minh Tuấn: con muốn làm ca sĩ, cha cho con đi bán series để con vừa bán vừa rao vừa tập hát luôn. Thế Cuồng Lan Phương: em dẫm đặt lên ngôi sao, con nghĩ em còn ngôi sao không? Ca sĩ xinh đẹp Phương Trinh Jolie: Bảo Kim sắc phong lên đàn. Trời ơi, sẽ mang tới cho chúng ta một buổi tối chủ nhật đầy tiếng cười. Tôi lại con nuôi được, con nuôi giùm tôi đi. Con chẳng đi đâu, chẳng đi đâu. Em ở đây sao chẳng không quay lại? Oh yeah. Và những câu chuyện đáng suy ngẫm. Hội quán Tiếu Lâm tập 7 phát sóng vào lúc 21 giờ chủ nhật ngày 3 tháng 4 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Phát lại vào lúc 11 giờ 45 thứ hai ngày 4 tháng 4 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.